Làm từ bột mì, dễ pha màu, tạo hình, nên bánh bao là một trong những món thường xuyên được biến tấu và sáng tạo nhất. Nhiều pha tạo ra thành quả đẹp mỹ mãn, bánh bao tưởng đâu là miếng thịt hay quả quýt, quả đào. Tất cả đều phụ thuộc vào tay người làm, cùng cách pha bột, công thức chuẩn mực. Điều này cũng có nghĩa nếu bạn không thực sự khéo léo, thì khả năng tạo ra các thảm họa nấu nướng từ món bánh bao là cực kỳ cao, như tình huống sau. Một cô nàng mới đây đã tự bóc phốt chính mình khi nảy sinh ra ý tưởng nặn bánh bao thành hình hàm răng. Ban đầu khi làm bằng bột thì tạo hình cũng khá ổn, cho đến khi hấp lên thì sự thật lại khiến cho người xem phải bật cười. Bánh bao hình hàm răng của cô gái hấp lên lại trông thật giống với mức độ dễ sợ. Những chiếc răng vàng ngã và càng chân thực hơn khi khiến cho dân mạng đều cười nghiêng ngả về hình thù sau khi luộc chiếc bánh bao này.